Xin cảm ơn Thép Miền Nam đã đồng hành cùng chúng tôi. Chất lượng sản phẩm tốt và ổn định. Xin cảm ơn Thép Miền Nam. Thì mùi cùng hôn chip mong rộp bàn thả ca cho mùi đại thép miền Nam. Ôi dạ phê chiêm phê chân nằm và lòng mọc. Hãy cột tụt 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 qua nông nơi lơ cha ăn rãi chiếc đài. Xôm ọc quần. Xin chân thành cảm ơn sự gắn kết của các nhà phân phối với Thép Miền Nam V trong thời gian vừa qua và sẽ luôn cùng phát triển với thương hiệu Thép V của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Trong quá trình tiếp thị sản phẩm thép Việt Nam vào các công trình lớn nhỏ trên khắp đất nước Việt Nam, thép Việt Nam luôn là sản phẩm mà chúng tôi ưu tiên giới thiệu cho các công trình. Xin cảm ơn 40 năm thép Việt Nam đã đồng hành cùng với công ty cổ phần kim khí Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý lãnh đạo công ty luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi lao động, học tập và cống hiến. Thép Miền Nam phân phối những sản phẩm cực kỳ tốt. Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn. Ngôi nhà chung Thép Miền Nam là nơi mà chúng tôi, cán bộ công nhân viên của công ty, mong muốn được gắn bó, đồng hành và cùng phát triển. Những sản phẩm thép miền Nam đã góp thêm sức mạnh và sự vững chắc với thời gian của những công trình, dự án mà công ty Trung Một Phút chúng tôi được khách hàng chọn là đơn vị cung cấp thép. Xin cảm ơn. Công ty Thép Miền Nam luôn cung ứng sản phẩm kịp thời, dịch vụ tốt. Công ty Sáu Lưu xin cảm ơn Thép Miền Nam V. Tôi đã làm việc trên 11 năm và nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ quý công ty và các đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trên 25 năm hợp tác giữa Phước Thạnh và Thép Miền Nam, xin cảm ơn sự hợp tác phát triển bền vững này. Cảm ơn quý lãnh đạo công ty và đồng nghiệp đã hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và công việc. Xin cảm ơn công ty thép miền Nam đã đồng hành cùng công ty thép Cần Hương trong suốt mấy chục năm qua. Chân thành cảm ơn sự hợp tác tốt giữa công ty thép miền Nam đã tạo điều kiện cho công ty cổ phần thép Trung Dũng. Xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và luôn luôn lựa chọn sản phẩm thép Miền Nam V cho những công trình. Xin cảm ơn.